Tôi giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda NH Ý nhập nguyên chiếc 150 màu trắng đen sport. Tôi giới thiệu với các anh chị đây là xe Honda NH Ý 150 nên rất là đẹp và nó rất là mạnh. Xe chạy khá là tốt, máy chạy cực kỳ ngon luôn, xe còn rất là liền lạc. Máy móc chuẩn chỉnh, hình thức xe đẹp liền lạc, xe không một vết chày, mà có chày cũng sơn lại rồi các bạn ơi. Xe rất là đẹp. Máy móc chẳng phếu đẹp, biển số 4 số 54 F3 0747. Nếu mà các bạn các chị mua là sẽ được ký giấy sang tên về năm số mới của mình bằng biển số luôn, hoặc là giữ nguyên số cũng được, sao cũng được, nói chung là xe chính chủ. Các bạn, cảm ơn các bạn các chị rất nhiều.